Sáng ngày 21 tháng 12, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến dâng hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lão thành cách mạng. Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Lê Trọng Tấn, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo quân đội, Bộ trưởng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã dâng hương tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Bộ trưởng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo quân đội, đồng thời mong muốn thân nhân các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong không khí thân tình, Bộ trưởng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và kính chúc Đại tướng Nguyễn Quyết và Trung tướng Đặng Quân Thụy luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh. Đại tướng Nguyễn Quyết và đồng chí Đặng Quân Thụy cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và cá nhân Bộ trưởng Phan Văn Giang nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, quân đội, đồng thời chúc mừng những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm mà cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm qua. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, quân đội ta sẽ ngày càng tiến bộ, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.